đã thay mặt chư tăng, chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng với Hồng Mai lấy bái tâm bảo và thọ trì quy giới, do phước này trợ duyên tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ. Rồi, trong quá trình thọ trì tụng kinh tam bảo và thọ trì quy giới, có gì cho sức con xin sám hối đến tam bảo, đến quý sư quý cô như cô và quý Phật tử ạ. Dạ phần dạ con kính dâng mít đến cho sư Trí Đức, xin sư Trí điều phối chương trình. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chị thiện nam tín nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thô ma hê si ả răng tất thà gá tô lô cú tâm mô sốc bá gá rù huy chê thác gô lô ca sá sá thà chá ná đầm mô cù quý đô quanh đà má hành tầng ná rá phù chá này giác cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thần giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dược. Tham mô bất y bồ quý tát sát sát thu nô lô ca nó mình thát sá quý nà thá rù cổ sát bành nhu quý thấp bất y bù tí sành nhá tù hoàn đà má hành tầng ná rá phù. Cái này giác cần pháp bảo quý nhánh bạc như là xoay sáng bạc màng vô minh phá tan làm đạt chúng sinh tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đáng cho cùng chúng nhân gian cúng dường. Chẳng khô quý sư thô chú gá ta sá sá quá cô chích khá chú ca mô quá rá thầm má chích khá cô nình đà bá sẵn sá đi á nà đá rô quá rô quần đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thanh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hì đáng cho cộng chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận át tế gia tê chê ná sách khà mê ê tú quá thá năng tác xà vi a nú phà huề ná sá hạ xà dê ná sá chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ bước vào chương trình sinh hoạt. Chúng ta đã học 15 câu Phật ngôn trong Pháp Ngàn, từ câu 100 đến 115. Qua 15 câu này thì có người thắc mắc hỏi, có nhiều khi đâu có liên quan đến ngàn đâu, chỉ có trăm thôi mà tại sao mà gọi là phẩm ngàn. Rồi cũng có nhiều khi không có đề cập đến con số nào hết mà tại sao được liệt kê trong phẩm ngàn. Hỏi ra là bí liền. Nhưng mà cũng có người trả lời, từ con số 2 trở lên đó là nhiều rồi ha. Số 1 là ít, nhưng mà số 2 trở lên là thuộc về số nhiều. Nghe cũng được. Nhưng mà cái quan trọng ở đây cái phẩm ngàn, nhưng mà chúng ta hiểu cái nội dung của cái câu Phật ngôn đó như thế nào mới là quan trọng, chứ không phải trên cái số lượng 15 câu Phật ngôn. Không phải số lượng coi như một câu, hai câu, mà cái nội dung của câu Phật ngôn đó chúng ta nắm bắt như thế nào, chúng ta hiểu được như thế nào. Bởi vì chúng ta có duyên
không sinh ra trong thời kỳ của Đức Phật. Đấy. Chính cái sự vô duyên đó mà Đức Phật ngài chỉ thuyết cho những người hữu duyên. Với câu kệ đó thì người ta nghe chứng đắc, và với câu kệ đó chúng ta dù có thuộc lòng đấy nữa, nhưng mà rồi giống như nước chảy lau mồm ha, đọc nghe vân vách hà, đọc nghe coi như là rốn rã, nhưng mà rồi trong cái đọc thuộc lòng như vậy chúng ta hiểu được cái gì, cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái gì để rồi chúng ta thực hành theo. Cho nên khi mà quý vị đến với đạo tràng hôm nay, âm thanh của Sĩ Ca Hồng Mai hơi nhỏ hơn mấy hôm trước, nghe lớn lắm, nhưng mà hôm nay thì nghe trung bình mà còn hơi nhỏ nhỏ một chút. Mấy bữa trước nói là có được một cái lực mạnh, không biết hôm nay sức khỏe làm sao hay là trục trặc kỹ thuật. Vô thường ha, vô thường. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy làm cho nó mạnh mẽ lên, làm cho phấn khởi, và hãy tự tin nơi chính mình. Tại sao mà vòng vo dữ vậy? Có bốn cái sức mạnh. Sức mạnh về tinh thần, một cái nội lực để thắng phục cái nỗi sợ hãi. Đây là một điều rất là cần thiết. Mình phải có sức mạnh. Quý vị học tới bây giờ là coi như là cũng lâu lâu rồi ha, về Pali. Vậy thì cái sức mạnh tiếng Pali như thế nào? Alo, quý vị viết thử chữ sức mạnh bằng tiếng Pali. Hay quá, Huỳnh Văn Nhật Hà viết ra là đúng liền ha. Có dấu không có dấu, có dấu hay không có dấu. Không có dấu, không có dấu thì đọc là ba la phải không? Ba la chứ không phải má la. Nếu mà có dấu huyền ở trước á, ba la thì nó là có ý nghĩa khác ha. Mà ba la là có ý nghĩa khác ha. Rồi biết rồi, để chữ ngu đó kỳ quá ha. Biết là chữ ba la là vậy đó, còn ba la mới là sức mạnh. Vậy thì sức mạnh để chúng ta vượt qua những sự sợ hãi, mà những sự sợ hãi đó chính là Covid. Một cái sự mà chúng ta thấy không tự tin, chúng ta bị chi phối bởi những sự lo sợ bên ngoài, thấy bên ngoài, rồi thấy những cái hiện tượng thế này thế kia, và trên báo trên đài làm cho tâm của chúng ta hoang mang sợ hãi. Vậy thì chúng ta phải tạo một cái sức mạnh về tinh thần. Có bốn sức mạnh. Một là sức mạnh của trí tuệ, Panya Pala. Sức mạnh của trí tuệ là một sự sáng suốt thông hiểu mọi sự việc, từ cái cách ứng xử đến sự tu tập. Nhắc lại sức mạnh của trí tuệ, tức nghĩa là một cái sự sáng suốt để mình thấy rõ mọi việc, từ cách ăn lời nói, từ hành động cử chỉ cho đến cái sự suy nghĩ, nhưng mà liên quan đến sự tu tập nha, chứ không phải là thấy suy tư rồi bỏ hàng bên, mà mình phải hiểu
cái khổ này, cái nguyên nhân của khổ tại đâu, tức là hiểu về nhân về quả như vậy, với một cái trí gọi là sáng suốt, thì nó tạo cho chúng ta một cái sức mạnh, cái đó gọi là sức mạnh trí tuệ ha. Bảy ba trí tuệ, trí mà còn tệ nó thì sao mà gọi là sáng suốt. Chính cái tệ đó mới đau khổ. Đầu tiên Panya Pala, sức mạnh của trí tuệ để vượt qua mọi trở ngại. Thứ hai nữa, Vidya Pala. Vidya Pala, cái này là sức mạnh của sự tinh tấn hay là sức mạnh của sự chuyên cần. Đó là một sự nỗ lực, một sự cố gắng, một sự kiên cường, không có thối chuyển trước mọi hoàn cảnh. Có nghĩa là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật, nghĩa là vượt qua mọi hoàn cảnh, không tắc trách trong phận sự. Và đó chính là cái sức mạnh của quý vị nhé. Chúng ta có tinh tấn thì chúng ta mới thành công. Đức Phật Toàn Giác ngài cũng tu cái hành tinh tấn này mà trở thành một cái vị toàn giác. Viriya Parami, Viriya Upaparami, Viriya Paramattaparami, này trở thành một vị Phật toàn giác. Cho nên sức mạnh của sự tinh tấn, của sự chuyên cần là một điều để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại. Đó là sức mạnh thứ hai ha. Sức mạnh thứ ba, một cái sức mạnh mà quý vị nghe cảm thấy rằng nó hơi kỳ kỳ, đó là sức mạnh vô tội. Anawatthapala, Anawatthapala. Tại sao gọi là sức mạnh vô tội? Tức là thân hành, khẩu hành và ý hành của mình được trong sạch, không có va vào trong ác bất thiện pháp, không có lỗi lầm, không có khuyết điểm. Tức là thân khẩu ý của chúng ta trong sạch, thì đó chính là một cái sức mạnh vô tội. Một sức mạnh vô tội mà tiếng Pali gọi là Anawatthapala, Anawatthapala. Và một cái sức mạnh thứ tư, đó là Sangahapala, gọi là sức mạnh nhiếp pháp. Tức là cái sức mạnh này á, có một cái tâm gọi là tế độ. Tức là trong đó có bố thí, ái ngữ, lợi hành và bình đẳng. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự này, bình đẳng này, là một cái pháp môn để chúng ta nhiếp phục được nhân tâm. Chúng ta có thể có thể hóa giải, có thể làm cho những người khác hướng về mình với một cái tâm gọi là tế độ, chứ không phải là mình mong cầu lợi lộc gì hết, mà mình muốn cho người ta từ bỏ những cái điều ác để tạo những cái thiện sự, thì đó gọi là sức mạnh của nhiếp pháp. Đây là vấn đề ha. Sức mạnh của trí tuệ là một, sức mạnh của chuyên thần là hai, sức mạnh của vô tội là ba, sức mạnh của nhiếp pháp là bốn. Chính bốn pháp này nó tạo ra một cái lực để thành tựu cuộc sống an ổn và thoát khỏi những cái gì, thoát khỏi những cái sự sợ hãi về việc ngư mạng này, sợ hãi về cái tai tiếng thị phi này, sợ hãi vì sự nhút nhát giữa hội chúng này, sợ hãi vì sự chết này, sợ hãi vì sanh vào các khổ cảnh.
Alo, còn nghe không? Tại sao mình nói lên những sức mạnh này? À, bốn cái sức mạnh này được trình bày để cho quý vị vững niềm tin. Bởi vì sao? Con người của chúng ta muốn được an vui trong cuộc sống, nhưng mà những cái sự sợ hãi luôn luôn chi phối chúng ta, nhất là sợ hãi về việc nuôi mạng, sợ hãi vì tai tiếng thị phi, sợ hãi vì sự nhút nhát giữa hội chúng, sợ hãi vì sự chết nó rình mò chúng ta, rồi sợ hãi rồi mình sẽ đọa vào cảnh khổ, vân vân. Chính những sự sợ hãi đó, cho nên hôm nay chúng ta phải mạnh dạn. Trong 15 câu Phật ngôn này, chúng ta kết câu Phật ngôn nào? Hãy lấy câu Phật ngôn đó để chúng ta tạo một cái sức mạnh để vững niềm tin. Alo, quý vị làm được không? Bây giờ coi vị nào có sức mạnh gọi là một cái sức mạnh vô ý, gọi là sức mạnh không sợ hãi, thì quý vị cứ mạnh dạn đưa tay. Còn mà quý vị cảm thấy trong sự khiêm tốn thì chúng tôi sẽ mời. Alo, bây giờ muốn xung phong hay là được mời? Quý vị nghĩ sao? Quý vị muốn xung phong hay là được mời? Quá xà thủ, cô tu nữ nhiều pháp, cái này mới thiệt là nhiều pháp. Rồi, xin mời. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính, con tu nữ như pháp. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con tu nữ như pháp thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, như pháp kính cảm ơn cô Hồng Mai và con kính tri ân Ngài cô Kim Nhung cho như pháp biết được tín hiệu. Như pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, như pháp kính cảm ơn cô Kim. Như pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con xin chung phong. Tại vì ngày hôm nay là con có nhân duyên không có phải đi ra ngoài, nên con có thể ngồi trước máy một chút. Lúc nãy con có nhắn tin với Ngài là con gửi bài cho Ngài để Ngài post, hay là vị nào thì Ngài Kim Ru, nên con phải chạy vào đầu tràng. Lúc nãy con cũng có nhắn với cô rồi. Dạ, cô Như Hoàng nói có bài gì đâu mà bốt, biết học cái gì mà bốt, nên con xin xung phong và con bốt mấy câu. Nếu quý vị trong đạo tràng vị nào có thể thì cứ muốn câu nào thì cứ đưa lên, thì như pháp hôm nay tình nguyện sẽ bốt. Dạ, cảm ơn chị Meta. Nhưng mà trước nhất thì con xin ôn câu 103, xong rồi mời chị Meta nếu ông bài nào thì cho Như Pháp một tín hiệu, Như Pháp sẽ hết tên. Yo cha ha sang sa ha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta nang sa que san ga ma chuột ta no. Yo sa ha sang sa ha se na san ga me ma nu se chi ne ê cành cho chạy ra mát ta năng xa quê sanh ca sanh gà mát chút ta nô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Dạ, trong 115 câu này con rất là chuộng câu này, lý do là con thấy tự thắng mình rất khó, có nhiều điều mình thấy mình rất là hư hỏng mà mình muốn sửa thì cũng rất là khó sửa, nên con chọn câu 103. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài
Và Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì Như Pháp kính mời chị Bách Ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô tu nữ Như Pháp, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô Kim Nhung và cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Trong 15 câu ở phẩm ngàn này, câu nào con cũng thấy là con tâm đắc hết. Nhưng mà nếu mà Ngài nói là chọn một câu nào nhất thì con xin chọn cái câu 115. Xin cô đưa cái câu 115 lên cho Metta đọc lại ạ. Con xin đọc. Vô cha quá sa sa tăng trì quê a ba sam tham ma mút ta măng ê ca hằng trì quý tăng say vô ba sa tô tham ma mút ta măng. Sở dĩ con tâm đắc cái câu này là bởi vì cái câu này là cái câu cuối cùng mà Đức Thế Tôn đã đưa chúng ta từ ở câu 100 cho đến câu 115 này. Thì con thấy là theo ý nghĩa của cái câu này là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệp. Thì con thấy là dẫn dắt từ câu 100 cho đến câu 115 thì Đức Thế Tôn đã đưa ra những cái lời dạy của Ngài là dần dần làm sao mà chúng ta thấy được pháp tối thượng, đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn, đúng là tối thượng, không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà Ngài đã dẫn dắt chúng ta từ lúc mà chiến thắng được mình, rồi có giới, rồi có tu thiền, rồi tâm ý bỏ cái ác giới, lo tu thiền, rồi thấy được pháp sinh diệt, rồi thấy được câu bất tử, và cuối cùng thì thấy được cái pháp tối thượng của Đức Thế Tôn đã đưa ra là Phật tử chúng con là phàm phu thì chúng con phước quá mỏng, cho nên giờ này còn phải ráng chăm chú lo học từng cái pháp mà Đức Thế Tôn đã đưa ra. Thì con thấy là qua cái duyên sự của câu 115 thì tỳ kheo ni bá hú bút tí ca này chắc là đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ở cái kiếp chót này bà vì cái nhân duyên là những đứa con nó đã được hưởng tài sản của bà chia ra đồng đều tới 14 người con, nhưng mà vẫn đùng đẩy không có chịu nuôi bà từ người thứ nhất cho đến người thứ 14. Người nào cũng muốn dành cái phần cho nhiều, không có muốn phục vụ, không có muốn lo hiếu đạo trở lại đối với bà mẹ. Vì cái nhân duyên đó mà bà đã đi xuất gia, và chắc có lẽ bà đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này bà thấy được cái pháp tối thượng của Đức Thế Tôn mà bà đã đắc được đạo quả Niết Bàn, đắc được đạo quả A-La-Hán với tuệ phân tích. Và con thấy cô Như Pháp đã đưa lên cái bài tóm tắt về
tích sự về duyên sự của bà Bá Hú Bút Tí Ca. Và con cũng xin đọc: thường ngày bà luôn tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp xem, Đức Phật xuất hiện giảng cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy: pháp của ta thuyết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì giàu sống 100 năm cũng không bằng người thầy pháp của ta thuyết chỉ sống trong một giây lát. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp đã đưa lên phần tóm tắt về cái duyên sự của Tỳ Khu Ni Bá Hú Bút Tí Ca. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp rất là nhiều. Dạ, qua ý nghĩa của cái câu 115 này thì con thấy ở ngoài đời con cũng đã từng thấy có nhiều gia đình cha mẹ dành dụm chia cho con, lo cho con, nhưng cuối cùng con cũng bất hiếu, cũng đùng đẩy với nhau, rồi cũng không có lo cho cha cho mẹ, thậm chí là có nhiều gia đình bỏ cha mẹ, không có đủ ăn, không có đủ mặc nữa. Con cũng đã chứng kiến cái điều đó ở ngoài xã hội. Thì con thấy bà Tỳ Khu Ni này, bà đã có cái quả tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này bà đã thấy được cái pháp tối thượng của Đức Thế Tôn mà bà đi xuất gia, rồi bà thực hành theo sa môn pháp của Đức Thế Tôn, và bà đã đắc quả A-la-hán. Thì như vậy chúng con còn phàm phu thì chúng con cũng quyết tâm là thực hành theo những pháp của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng con. Bây giờ thì chúng con cũng theo cái pháp 10 cái pháp thập thiện, và cái tâm luôn luôn là phải an trú trong cái pháp của Đức Phật, và phải thực hành theo pháp để có thể có được. Từ từ, kiếp này không được thì kiếp sau chúng con tu từ từ, rồi chắc thì cũng có thể đạt được từ từ theo cái pháp của Đức Phật đã đề ra. Là chúng con trước hết thì chúng con phải tự mình phải có giữ giới, rồi phải tinh tấn tu tập, rồi phải bỏ những cái ác kiến, rồi phải tu thiền, rồi để có thể thấy được cái pháp sinh diệt, để có thể thấy được câu bất tử, và có thể thấy được cái pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Và hôm nay thì con có bao nhiêu cái điều tâm đắc về cái câu này 115 này như thế, và con có chỗ nào sai trái thì xin Ngài Tây Đức cùng với quý sư và quý vị trong đạo tràng bổ túc thêm, chỉnh sửa cho. Dạ, bây giờ con xin nhường mic cho vị khác ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, con tu nữ Nhân Pháp. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con trong cái phẩm ngàn Sa-ha-sa-quát-gá này thì con ân ý nhất là cái câu 104. Chị cô Như Pháp thì chọn 103, còn con thì chọn 104, thì con thấy là con đích con đề ra cũng là giống như cái câu này, là Atta Hawe Chitang Sayo Ya Chayang Itara Pacha Atta Dan Tassapo Sasa Nichang Sanyatacha Rino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, vì con thấy tự thắng mình tốt đẹp hơn, bởi vì trong con thì rất là nhiều cái phiền não, cái bất thiện.
Còn những cái mà mình chưa thấy, chưa được tốt, chưa được hay thì mình phải nhận ra cái điều đó để mà tự điều phục mình, hơn là mình nhìn ra ngoài để mà nhìn người khác, bởi vì nó không có lợi ích gì cho mình hết, mà nhiều khi lại đem phiền não vào bên trong mình. Vì vậy thì con rất là ưng ý câu 104, và con cũng rất là thích cái lời dạy của Đức Thế Tôn đối với vị Bà La Môn, là khi mà vị là Bà La Môn này hỏi là Đức Phật là có biết là cái bất cái việc lợi ích và việc không lợi ích hay không, thì Đức Thế Tôn mới hỏi vị này là vị này làm công việc gì, thì vị đó nói rằng là làm nghề cờ bạc. Thì Đức Thế Tôn mới nói: vậy thì người thắng hay người khác thắng? Con thắng cũng có, người khác thắng cũng có. Thì Đức Phật bảo: này Bà La Môn, điều đó thật nhỏ nhoi, là chiến thắng của người đó đã chiến thắng kẻ khác không gọi là quý nhất. Đối với những ai chiến thắng được chính bản thân mình với sự chiến thắng những cấu uế phiền não, chiến thắng của người ấy mới cao quý. Quả thật như vậy, không có một ai có thể làm cho thất bại đối với người chiến thắng như thế. Thì con thấy rất là đúng. Những cái phiền não ngủ ngầm trong mình nó rất là nhiều mà mình không thấy ra được, mà mình cứ xăm soi cái của người khác thì nó rất là vô ích, trong khi mình còn rất là nhiều phiền não mình chưa khắc phục được. Thì khi mà mình đã biết và tự khắc phục được thì cái cuộc sống của mình trong cái thời hiện tại này cũng cảm thấy là được an vui, và khi mà những người sống chung quanh mình cũng không có cảm thấy là bất an khi mà ở kề mình, khi mình đã điều phục được, mình đã chế ngự được, thu thúc được cái ngũ căn của mình, và bởi vì thấy được những cái xấu, cái còn chưa tốt đẹp của mình thì mình có cái sự sửa chữa và làm cho cái không tốt đẹp của mình nó sẽ không phát triển, mà nó sẽ ngừng lại đó, và là có kinh nghiệm để mình không có làm những cái điều xấu, điều sai đó nữa. Và khi mà mình những cái mà mình cảm thấy là được rồi, tốt tốt so với bản thân mình, thì mình nhân lên và mình làm cho những cái điều đó luôn luôn được phát triển. Thì cuộc sống là phải luôn thường chế ngự, và trong lúc mà mình tự điều phục được mình, tự mình thấy được những cái việc gì chưa được, giống như là sự dễ vui, không có dành nhiều thời gian để mà học pháp, hiểu pháp, bởi vì theo con thấy là khi mình học pháp thì mình phải có sự suy tư trong đó, mình phải đọc đi đọc lại thì mình mới hiểu được trong pháp như pháp là như thế nào. Vì khi mà hiểu được pháp á thì mình mới biết rõ đây là thiện hay bất thiện, đây là pháp không tội hay có tội, hoặc đây là pháp không bị người trí chỉ trích. Mình phải hiểu rõ vì sao mà người trí chỉ trích cái pháp ấy, và pháp này á, thì nếu thực hành thì sẽ đưa đến hạnh phúc hay đau khổ. Khi hiểu rõ như vậy thì mới chấp nhận hoặc từ bỏ những cái pháp ấy, bởi vì mình có hiểu mình mới đi đúng đường. Nếu mình không hiểu thì mình vừa mất thời gian và vừa đi trật cái pháp, vừa đi sai đường và càng ngày càng xa cái chánh pháp. Mặc dầu mình đã gặp được chánh pháp nhưng mà mình không có sự suy tư, không có sự phải nói là phát triển sự hiểu biết của mình về những cái pháp mà mình đã được học, thì cũng như là nó vô ích. Và khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ không có phản ứng với những cái điều mà người khác đem đến lại cái sự phiền não của mình, mà mình phải nhận chân ra là tất cả vạn pháp đều là do duyên. Tại sao những điều khó nghe mình được nghe bởi người đó? Bởi vì duyên của mình với người này có một cái chướng duyên, những cái kiếp trước, cho nên kiếp này và đúng thời điểm thì cái quả nó trổ, thì mình phải
chấp nhận cái quả xấu xảy ra đến mình mà mình không còn phản ứng với nó nữa. Và nhờ đó thì mình hiểu rõ hơn về những cái duyên phước mà được đưa đến, và từ cũng như là khi mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ khi thực hành những cái thiện pháp gì thì với tâm xả và có trí thì những cái việc đưa đến những cái kết quả sẽ tốt đẹp hơn khi mình nhận chân ra cái việc ấy. Thì để giúp cho cái cuộc chiến đấu của mình với cái bản thân mình thì dĩ nhiên là phải cần đến cái những cái sự trợ giúp về như là phạm thiện pháp, giữ giới, nghe pháp và cố gắng tu tập. Để làm gì? Để tâm mình được vững vàng và có khả năng bình tâm hơn trước sóng gió và cái những cái mà bất như ý, những cái chướng duyên, dịch bệnh hay những cám dỗ của ái dục về tiền tài, danh vọng hoặc quyền lực. Thì mình khi mình nhận chân ra điều đó thì mình sẽ hiểu cái nào cần làm và cái nào không cần làm, cũng giống như Đức Phật đã thuyết cho cái vị Bà La Môn trong thời xa xưa. Dạ, thì con có thì cái mục đích của con là cố gắng là sẽ tự và nhìn vào bản thân mình nhiều nhất có thể để mà hiểu ra được mình cần gì, mình phải làm gì để mà chiến thắng ngay chính bản thân mình. Thì lúc đó mới mong là hiểu được những cái pháp tốt đẹp hơn mà theo gương các vị thánh để tiến đến đạo quả giải thoát. Dạ thưa con có cái những cái kinh nghiệm như vậy và những cái suy nghĩ như vậy có gì sai hoặc chưa thấu đáo thì nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Pháp Nguồn Lạc Ca, cảm ơn chị Kim cho em biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ con thưa sư, về cái phẩm ngàn này thì đầu tiên là con thích nhất là cái câu 103. Xong đó thì cô Như Pháp đã nói thì con chuyển qua 104, rồi Hồng Mai nói thì giờ con chuyển qua 105. Nói chung ba cái câu 103, 104, 105 thì nói về cái con đường mà tự tu, mình tự chiến thắng, con đường tự thắng mình. Dạ con xin đọc câu 105 ạ. Ne wa de vo na gan tha bo na ma ro sa pram mu na chi tang apa chi tang kriya ta tha ru ba sa chan tu no. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Nê wa de vô na gan tha po na ma ro sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ka di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ về cái câu kệ, một chùm câu kệ 103, 104, 105 là nói về các con đường tự thắng mình. Dạ vì con người mình do mình đã tích tập lâu đời nhiều kiếp, do đó cái sự mà phiền não và sân hận lo sợ tập khí trong và tham sân si trong mỗi người nó rất là nhiều. Đối với bản thân con cũng thấy nó rất là nhiều và rất là sâu dày. Do đó mình ai cũng có một cái con đường mình tự chọn cho mình theo nghiệp của mình, và con cũng có một cái con đường tự chọn. Và con nghĩ là mình thắng mình thì là hay hơn. Lúc trước ở ngoài đời á, khi nào mà mình làm được một việc gì mà mình hoàn tất, mà mình hơn người khác thì mình cảm thấy mình rất là hoan hỉ, rất là vui thích.
mình thấy là mình tự hào lắm. Dạ. Nhưng mà khi mà mình đã qua cái tu tập, mình đã qua sinh hoạt ở cái Phật giáo Theravada, qua sự học hỏi về pháp, qua sự giảng dạy của quý sư, qua sự đọc sách và qua có quá trình tu tập chưa nhiều nhưng mà cũng là đã có, thì mình thấy những cái bên ngoài nó không là gì hết. Nhiều khi mình cũng phải cười lại chính mình, tại sao mình lại vui thích về những cái đó, mình hơn người ta. Thực ra đâu có gì là đúng là sai, đâu có gì là hơn người. Ở khía cạnh này mình hơn người ta, nhưng mà ở khía cạnh khác thì là người ta lại hơn mình. Đó không có cái gì mà đáng thể phải vui với những cái mà mình đã đạt được trong cuộc sống. Mà mình phải chiến thắng mình thắng được cái tham sân si của chính mình. Mình không còn tham nữa. Lúc trước mình thì mình tham ăn, tham ngủ, rồi mình tham chơi, mình thích cái gì vui thì mình cũng ham. Còn bây giờ thì trong cuộc sống bây giờ thì những cái đó đối với mình cũng không còn thích thú nữa. Rồi cái sân hận thì mình cũng đã biết kiềm chế được phần nào. Rồi mình chấp nhận được những cái gì đến với mình thì đó là do nghiệp, mình phải chấp nhận và mình vui với cuộc sống của riêng mình. Mình như vậy là con cũng đã một phần nào tự chuyển hóa mình và chấp nhận cuộc sống của mình. Nhưng mà con cũng thấy mình có những lúc cũng rất là tinh tấn trong tu tập, nhưng mà có những lúc thì mình cái sự tinh tấn nó cũng bị sụt, bị lên xuống. Nó cũng có lúc này lúc kia là do cái tác động của cuộc sống bên ngoài, rồi do nội tâm của mình nó cũng chưa vững mạnh nữa. Giống như là những câu kệ ngôn đầu tiên là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Thì như vậy cái tâm của mình chưa làm chủ được thì mình chưa được an vui. Do đó đối với con thấy nếu mà chiến thắng chính mình thì là quan trọng nhất, điều phục được tâm mình là cái điều mà mình cần thiết trong cuộc sống tu tập hiện nay. Dạ, đó là cái suy nghĩ của con về cái phẩm ngàn này. Và con thích cả một chùm ba câu 103, 104 và 105. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng giải và cho chúng tiếp cận được với những câu Phật ngôn này. Con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các cô tu nữ và các sư Búp Lùm và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ Kim Nhung Hồng Mai Pháp Môn Lầu Cai. Dạ, ba người nghe rõ là nghe rõ rồi. Cảm ơn. Con trước hết con cảm ơn sư trước đã bỏ công sức và thời gian để giảng dạy. Con học 423 câu rồi đó, nhưng mà cũng chưa đủ. Thì có một thời gian á, hồi mấy năm, 1-2 năm trước á, thì sư tháng 11 á, sư hay đi á, cái lễ mà tháng 11 hình như cái lễ mà ra hạ đó, thành ra mấy sư đi cúng chùa, thành ra con cũng biết được một số câu. Rồi con có đi hành hương ở Ấn Độ và đi hành hương ở Miến Điện, nên cũng có bỏ nhỡ nhiều câu, nhưng tóm lại thì con cũng học gần hết. Con cũng học 3 năm hơn, con vô là năm 2, gần tháng 8 chắc 2018. Và con học tiếng Pali, đến nay con đọc cũng được, cũng khá lắm. Bữa nay con xin cảm ơn các cô, như là cô Metta, cô Hồng Mai, cô Kim Nhung, đã chia sẻ những ý nghĩ của mình, cũng cho cái sự mà hiểu biết 115 câu của phẩm ngàn này. Thì con thấy chung hết đó, giống như cô Metta là câu nào cũng hay hết, đúng rồi. Nhưng mà sư ra lệnh là chỉ được một câu mà thôi, cũng đỡ nha. Bữa nay là sư không giống như lần sư quẹo qua quẹo tới, quẹo lui quẹo vòng vòng, đến đổi con không biết phải nói cái đề tài nào đó. Thì đối với con thì trong cái này á, thì cái phần chính Đức Phật đều nói đến cái sự tự thắng hết. Thì con lấy cái câu là 102,
Nhưng mà 102 với 103 nó cùng một tích sự của Tỳ Khu Ni Khung Đát Khe Si. Thành ra cô Nhật Quỳnh đó, quên, tu nữ Như Pháp, thì cổ tích 103 với 103, 102 nó cùng tích sự. Thì con lúc trước mấy thấy tôi trước con có lên con nói chia sẻ về 102. Không, tại vì con nói cái câu chuyện này hấp dẫn mê ly gùng gợn. Nghe con nói hấp dẫn mê ly gùng gợn. Chưa bắt con lên nói thì con nói. Thì để con đọc luôn hai câu, tại hai câu nó cùng một tích sự á, nó không có chia được. Yo che ga tha sát tăng ba se anathavada sang hita e khang tham ma pa dang say yo yang sut to upa sammati. Câu 103. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne e khang cha chay ya mắt ta năng sa we sang ga ma chúc ta mô. Ma chúc ta mô mà con thấy cô tu nữ Như Pháp cứ đọc ta nô, không biết cổ có lộn không, không biết nữa. Nhưng đại khái sao không sao. Sai thì sửa, thiếu thì bỏ vô thêm, dư thì cắt bớt, quê làm lại sẽ kéo lên. Đại khái là trong câu 100 câu, cái câu pháp cú 102 này, 103, cái tỳ khu ni tóc quăng, khung đá là tóc quăng, thì cái cô này rất là đẹp. Mà con nhà giàu nó mới 16 tuổi thôi. Mà cái do cái nhân viên của cổ, con nghĩ rằng cái nghiệp thôi. Khi mà đứng trên lầu tới lầu 7, lần trời lầu 7 nó cũng xa, vẫn cao dữ lắm á. Vừa thấy tên cướp á, đi dẫn ngang thôi là thằng hồn điên đảo rồi. Bỏ ăn, bỏ ngủ. Bỏ ăn, bỏ ngủ, muốn đòi chết nữa. Đến nỗi cha mẹ mới hỏi tại sao mà kỳ như vậy. Cổ nói cổ thích cái ông đó lắm, nếu cái ông cứ cái ông mà tướng cướp mà bị bắt đó, nếu mà ổng cổ không lấy được ông này làm chồng rồi cổ chết điền tại chỗ. Thì ông bà già thấy thương cô này quá, con gái mà đẹp mà mới thôi kệ, giả ăn vậy giả thằng này đi, mặc dầu nó là tướng cướp bị bắt sắp sửa ra chém đầu thì thôi bỏ tiền ra chuộc tên này về đi, thì lo lót làm sao cho một người thế mạng để đem cái ông này về để cho cổ để gả cho cổ cho ông này. Ông này cũng là nhà con nhà tử tế cũng có tiền, không biết còn đem cướp nữa nghiệp làm sao nữa. Thì con thấy rằng khi mà ông này sau này ông chỉ muốn vô đó lấy tiền thôi chứ không có thương yêu cô này, nhưng cái nghiệp cô này gắn bó với ông này rất là sâu đậm, do cái nghiệp thôi thì phải trả nghiệp thôi. Nhưng con nghĩ cái đó cũng là tiền thanh viên để mà mở đường cho cổ, cho những đi ra khỏi nhà, cái hậu sinh viên của cổ là gặp những ông thầy để mà học cái pháp thiết pháp mà để đối chọi với người khác, rồi lại lưng lạc để có cơ hội gặp ngài Sariputta để mà ngài dẫn dắt vô giáo pháp. Nhưng vấn đề chỗ đây thì cổ tự thắng mình rất là hay. Với một người ham mê một người đàn ông giống như vậy mà điên đảo thần hồn, không cần biết cái quá khứ của người đó như là không cần biết cái người đó là một người xấu xa, tội phạm, giết người, tùm lum hết, vẫn yêu thương người ta. Thì đến ông này gạt cô này cho đeo vàng nữ trang cho thật, rồi ra chỗ trên cái núi nào, trên cái núi mà ông ta nói để mẹ trả lễ cho cái lời nguyện của ông ta đó. Thì ông ta muốn giết cô này. Thì đối với những người khác á, thì khóc lóc năn nỉ lăn lóc và tìm cách chạy hay gì. Cô này rất là thông minh và bình tĩnh. Cổ nghĩ đưa ra kế này, kế một, kế hai, kế ba gì cũng thất bại hết. Cô mới nói trời ơi, tên này không có trí tuệ, làm sao đó. Thì cổ phải tự thắng cái tâm ái dục mình với ông này, cũng dứt bỏ hết. Và cổ tìm cách cổ giết chết ông này để mà cứu mạng mình sống. Con thấy trong cái chuyện để ra cô này xin hung ông này, dòm mặt ông này, đảnh lễ ông này, trời ơi nếu chiếu thành phim chắc mùi đến chảy nước luôn vậy đó. Nhưng mà trong khi mà cổ đi vòng vòng, cổ ngẫm nghĩ, cổ thấy tính cô này tính rất là hay. Tại vì tên trước này nó xây lưng lại phía sau nó là cái núi, phía trước nó mặt, thành ra nó đứng nó dòm ngay mặt đó. Thì nó nếu mà nó đứng cái mặt của nó
hướng về cái dốc núi á, thì người nó sợ người ta sẽ, cô này sẽ xô nó, nó ấy thì nó đưa cái lưng ra nó dòm đó, thì nó nghĩ rằng an toàn hơn. Nhưng nó không ngờ cô này đi ra phía sau, mà nếu mà cổ nắm dây nó, cổ xô nó xuống thì cổ cũng phải rơi xuống luôn. Thành ra nó không nghĩ đến điều đó, nhưng mà cô này tính hơn, cổ nắm cái dây lưng của nó ngay chỗ chính giữa, cổ kéo nó thật là mạnh, rồi cổ tránh gần bên cổ xô đó. Thì theo con biết đó, nếu một người đứng đó mà bị kéo ngay chính giữa đó thì rất dễ mất thăng bằng cho người đó, có nhiều sức mạnh cũng không có, nhất là không có đề phòng đó. Thấy cô này nhỏ nhắn thì mình chắc là giết nó chết rồi, chứ chắc rồi, mà xô một cái, cổ xô xuống một cái nó té xuống núi nó chết. Thì cái đó là một sự, cái cương quyết của cổ từ bỏ cái sự ái dục quyến luyến cũng như ghét bỏ hay gì ông này. Cổ tập trung hết cái ý chí của cổ tự thắng cái ái dục của mình, tự thắng cái sự quyến luyến của mình đối với cái tên cướp này và cái người chồng của cổ, để mà cứu lấy mạng sống của cổ, của xô đó. Rồi xong đó, cái can đảm của cổ nữa là cổ không có dám về nhà. Nếu cổ về nhà đó thì bị cha mẹ cổ trách là cô này làm khùng điên, làm chuyện đã lấy thằng quỷ đó, rồi giết thằng này, rồi phải lấy thằng khác nên sao, chẳng hạn như vậy. Cổ không muốn cái chuyện nó xảy ra, thì cổ nhất định cổ bỏ. Cổ một người con nhà giàu được cưng chiều mà, đi lang thang rồi đi học của mấy cái nghề mà thiết luận của một cái đạo đó, thì cái đạo đó thiết luận cũng hay. Nhưng mà tình có một dịp cổ đi lần tới cái thành Savatthi, thì cổ đối diện với ngài Sariputta là một pháp vương, là một tướng quân pháp vương mà chỉ thua nhà Đức Phật thôi, do người 80. Thì khao si mà cô này hỏi nhiều câu đối với ngài Sariputta, ngài đều trả lời hết. Nhưng sau cùng ngài hỏi một câu cô ta không hỏi, không biết được. Ngài hỏi về cái danh pháp, cô ta đâu có biết danh pháp và sắc pháp đâu. Cổ mới khâm phục. Nhưng đối một người mà cổ đi nhiều nơi mà cổ chiến thắng được nhiều người đó, thì cổ rất là ngã mạn, nhưng người khác thì rất ngã mạn. Nhưng cô này rất là có trí tuệ. Khi mà thấy một người mà mình hỏi mà không, người ta hỏi mình mà mình không trả lời được, thì cổ biết rằng cái người này là một người tài giỏi, cổ phải đi theo. Thì cổ mới hỏi ngài Sariputta là pháp của ngài nói là gì vậy? Thì ngài Sariputta nói là Buddha Manto, tức là giáo pháp của Đức Phật đó. Thì cô này nói vậy, ông hãy dạy cho tôi đi. Ngài Sariputta nhìn cái nhân duyên quán chiếu cổ là một người có nhiều ba la mặt vậy đó, ngài mới dụ cổ: ta chỉ giảng giải giáo pháp của ta cho những người nào mà theo tức là quy hay là theo cái giáo pháp của ta, tức là vô làm đệ tử trong giáo pháp đó. Thì ngài mới dạy, thì cổ đồng ý. Do cái tụi bà la môn đó rất ngã mạn, như là thầy của ngài Sariputta đó, ông bà la môn đó, khi mà ngài Sariputta với là một lá ná đó về nói với ông đó hãy bỏ đi, đi theo Đức Phật đi, ông đâu có chịu. Ông chẳng thà ông làm người ngu chứ ông không làm người khôn. Ông vẫn ở đó đến mới đổi mà phân nửa đệ tử của ông đi theo ngài Sariputta, đi theo Đức Phật đó, thì ông học má ông chết, ông không chịu quay lại. Nhưng mà đối cô này, cổ tự thắng, cổ biết cái đường nào mình phải đi, cái đường nào mình phải nhường, thì cổ đi theo. Thì cái nhân viên cổ đi theo, thì cổ vô trong giáo pháp làm tỳ khu ni, thì cổ học giáo pháp. Chỉ vài ngày sau là cổ chứng đắc quả là hán với trí tuệ phân tích, là cũng người rất là thông minh, nhiều ba la mặt lắm. Thì con thấy cái sự tự thắng á, trong cái câu mà nó giàu tại tại chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình là tốt hơn. Đó là một chiến thắng rất là tối thượng. Uttamo, Uttama, thì đó một cái tối thượng là tại sao? Tại vì kẻ thù của ta đó, nó đâu phải lúc nào, kẻ thù ở ngoài á, không phải lúc nào nó cũng gặp ta để mà nó trả thù, nó giết ta. Nếu mà ta không đi ra đó, ta không gặp nó, thì sao mà nó gặp ta mà nó trả thù hay nó giết nó đánh ta. Cái kẻ thù ở trong con người của chúng ta đó thì mới là quan trọng hơn. Kẻ thù chúng ta là gì? Do những cái tâm ô nhiễm, những cái canker, là những cái tâm tham, tâm si, tâm danh trị, tâm bỏng sẻn, những cái tâm bất thiện đó, lúc nào
ở cũng ở trong người chúng ta hết, lúc nào nó cũng có thể khởi sanh hết. Mà khi những cái tâm này khởi sanh ra thì chúng ta không có tránh được bốn đường ác đạo, thì ta phải tự thắng mình. Khi mà những cái tâm này khởi lên thì chúng ta phải biết chặn nó lại, thu thúc lục căn để chặn nó lại, ngăn ngừa nó lại. Nó vừa mới nhóm thôi là chúng ta đã ngăn ngừa nó lại. Mà nếu đã có chúng ta diệt nó được thì càng tốt. Nếu diệt nó được từ ngăn ngừa rồi diệt nó thì mới từ từ mới diệt hết để cái tâm mà cái lòng của chúng ta, cái tâm của chúng ta trong sạch thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Thì con thấy tự thắng mình rất là khó. Có nhiều khi chúng ta không để ý đó, bị dễ vui, bị cái cảnh sắc bên ngoài, bị lời ngon tiếng ngọt, bị dụ dụ, nhiều khi không tỉnh táo, vẫn xa vào bẫy như thường. Thì vấn đề mà Đức Phật nhắc nhở là tự thắng mình là cái cốt lõi nhất. Đó là nói mình nghe những gì trăm ngàn chuyện, nhiều câu người ta nói gì gì nói, nhưng mà nói một câu mà của Bút Thá Măng Tô đó, thì những gì thuộc về giáo pháp của Đức Phật mà đã hiểu vô thâm sâu thì con người rất được tịnh lạc, tịnh đạt lên sao? Tại mình thấu hiểu vô đó, mình phải làm cái gì, mình phải diệt cái gì, mình trừ khử cái gì, và biến tới, và cái mục đích của mình tiến tới là cái gì, phải biết cái đó, thì cái đó mới là tối thượng nhất. Thì trong cái câu này đó thì tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Tịnh lạc rất khó, mình tịnh lạc được 5-3 phút, 10 phút là nhiều lắm rồi. Còn các vị A-la-hán ngày nào họ cũng tỉnh lạc, tỉnh queo mà. Ai làm họ tỉnh queo, mấy người đó là cái tâm rất là trung đạo, bình an lạc lắm. Nhưng tất cả ngày không, tất ngày buông bỏ hết cái tâm của ngài, rất các ngày rất là trong sạch, không có gì mà dính bẩn của các ngài hết. Có chết có sống, có lạnh có lẹo, có đói có khổ gì cũng như vậy. Và như vậy là nó chỉ là cái danh và pháp, sắc pháp, sắc đến rồi sắc đi, sắc đi rồi sắc đến, tùy thân nhân duyên của nó thôi. Dạ, con nói cũng nhiều rồi, con thấy như vậy là cũng đủ rồi. Con xin trả máy nhường lại cho người kế tiếp. Nếu trong cái sự mà chia sẻ của con về những câu pháp cú này có gì bị sơ sót, con xin các cô tư nữ và quý Phật tử chỉ dạy. Và con xin cảm ơn quý vị, và con xin sừng máy ạ. Và chúc quý vị được một ngày an vui. Hello, 1 2 3 1 2 3, quý vị nghe rõ không ạ? Sa thú cô tu nữ như pháp, chích meta, chích hồng mai, chích kim nhung, rồi chích kem. Mỗi người một vẻ, người thích câu này, người thích câu kia. Và chúng ta khi nghe lại thì thấy nó bị loãng này, nó không đi vào cái chủ đề. Tức là nếu chúng ta nhấn mạnh một câu Phật ngôn nào đó trong 15 câu thì nó sẽ cô đọng hơn. Đây thì quý vị đưa ra câu này, đưa ra câu kia, và nhiều câu như vậy, mặc dù trong cái phẩm ngàn, nhưng mà chúng ta thấy nó bị loãng. Dạ, cái người mà đưa ra đầu tiên á chính là cô tu nữ Như Pháp, câu Phật ngôn 103. Nhưng mà tại sao thích câu Phật ngôn 103? Mặc dù 102 cùng một duyên sự ha, chị Kim vừa trình bày. Vậy thì quý vị đã nghe cái duyên sự như vậy, nghe chị Kim trình bày như vậy, nhưng mà khi nãy cô tu nữ Như Pháp mới giới thiệu thôi, chứ chưa đi sâu vào chi tiết. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề ha. Xin chào. Let it burn.
tuệ đức của phụ nữ tuệ duyên vừa đến với pháp hội. Trở lại vấn đề 15 câu này, cô tu nữ nhiều pháp nói rằng thích câu 103. Vậy thì bây giờ cô tu nữ nhiều pháp hãy triển khai câu Phật ngôn đó, và chúng ta xoáy vào câu Phật ngôn 103 để chúng ta thảo luận. Quý vị nghĩ sao? Chứ bây giờ mỗi vị đưa lên một ý kiến thì chúng ta thấy cũng rất hay, nhưng mà nó bị loãng, nó không cô động. À, cũng giống như cái nội dung mà Sĩ Kim trình bày ha. Sĩ Kim đã trình bày về duyên sự. Thì bây giờ cô tu nữ nhiều pháp hãy cho biết tại sao thích cái cô tóc quăng đó ha. À, tại sao thích cái cô tóc quăng đó, mà thích làm sao? Bây giờ trên đầu mình đâu còn tóc nữa mà thích cái cô tóc quăng này đó. Rồi bây giờ mời cô tu nữ nhiều pháp triển khai tại sao mình thích. Alo alo, đầu tiên là đưa ra câu Phật ngôn này, thì bây giờ chúng ta xoáy vào câu Phật ngôn này. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Ý nghĩa như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng mình chiến thắng như thế nào gọi là chiến thắng tối thượng, và cái đó nó liên quan với cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải nói rằng thời kỳ của Đức Phật như vậy vậy vậy. Đó chẳng qua là một cái sườn, một cái khuôn, nhưng mà chúng ta phải áp dụng trong cuộc sống thế này. Tại sao mình tự chiến thắng mình như thế nào là tốt? Rồi bây giờ mời cô tu nữ nhiều pháp. Alo, có mặt trước máy không? Câu Phật ngôn này thì cô tu nữ nhiều pháp cũng có thể nêu ra một vài cái gợi ý để đạo tràng thảo luận. Chúng ta hãy xoáy vào câu Phật ngôn 103 ha. Mà duyên sự thì Sĩ Kim cũng đã trình bày, chúng ta cũng nắm rõ được nội dung rồi. Bây giờ mời cô tu nữ nhiều pháp ha. Rồi tại sao thích câu Phật ngôn này? Alo, rồi thấy bàn tay rồi. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Tương Tạo Quán Không, Đại Đức Đầy Đức, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim Nhung, Pháp môn Lào Cai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ quý tu nữ tệ duyên, và Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ bạch Ngài, sao Ngài làm khổ con dữ gì, con đã không có thời gian ở trong Zoom nên con thấy Ngài không có người post bài, nên con vào con post bài rồi con thấy Ngài kêu không ai đưa tay, con sợ Ngài mệt mỏi nên con đưa tay để nói lên cái câu con thích nhất, và con cảm nhận mình nằm trong cái vấn đề đó, và con đã giao lại cho cô Như Quang rồi nên con đã lặng rồi. Mà hồi xưa đó con là cư sĩ thì con lặng ở sông Đồng Nai, mà bây giờ thì con lặng ở chùa Pháp Luân rồi, mà Ngài cũng kêu nữa nên thôi đành chịu. Hai biểu dạy thì ráng chịu. Dạ đạo tràng đồng ý không? Dạ đừng xuất hiện thì Ngài đâu có kêu, mà đã xuất hiện thì Ngài kêu dạy, phải không Thina? Mến chào Thina. Dạ con tại sao con thích cái câu 103, và con xin đưa ra ý kiến của con, cũng như sau đó thì kính mời đạo tràng có thể chia sẻ ý kiến trong câu 103, và cung thỉnh Ngài có thể đúc kết những cái sai quấy của con và cho ý kiến để đạo tràng có thể triển khai tốt đẹp hơn.
Và ngài tha cho con nha, ngài đừng kêu con nữa nha. Nếu mà ngài kêu con lần nữa là con lặn thật sâu luôn đó. Dạ. Dạ, con xin đọc cái duyên sự 103. Tại kinh thành Ra Chá Gá Há, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy với tính côn đồ đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả nữ trang của bà, rồi xô bà xuống hố sâu. Hết lời van lơn chồng mình nhưng vô hiệu. Cuối cùng bà nhanh trí lừa thể đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã vân vu nhu để tìm chốn yên bình. Về sau cơ duyên bà gặp ngài Sariputta, được xuất gia tỳ khưu ni, được nghe chánh pháp và đắc quả a la hán. Các vị tỳ khưu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa sơ chết một tên cướp, và chỉ nghe vài lời của giáo pháp đắc được đạo quả a la hán. Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng, và chỉ có người chiến thắng phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, theo duyên sự này và con đọc cái lời của ngài Hòa thượng Minh Châu thì con thấy rất đúng. Mà đối với tâm của con, dù mình có chiến thắng bao nhiêu người đi nữa và mình có được danh vọng gì đi nữa, rồi thì sao? Rồi một thân tàn, một nắm xương khô, không ai nhìn mình đến đâu. Nếu một ngày nào mình nhắm mắt ra đi thì tất cả không ai còn nhớ đến mình hết. Dù người đó là thân nhất của mình, là con mình, là chồng mình, là vợ mình. Nên từ đó con phải tìm đường thoát thân, và con phải tìm lâu lâu lắm con mới được thoát cái thân của người cư sĩ. Nhưng không biết mình phải nhắc mình đến bao giờ, khi nào con nhắm mắt thì con mới mong rằng mình đã chiến thắng được mình. Chứ nếu không, mình không có tự dạy mình, có thể một ngày nào đó mình lại sa ngã. Mình vì tiền tài danh lợi hoặc vì một cái tình cảm nào đó đã xô ngã mình trở lại thì thật là khổ, khổ vô cùng. Tại vì con đã nghe và con đã thấy có nhiều vị tu hàng 30 năm, 30 mấy năm nhưng cũng phải xả y, chỉ vì một sợi tóc rất là mỏng manh. Nên là mình phải tự dạy mình phải tự chiến thắng mình. Lúc nào con cũng phải nhắc mình phải chiến thắng mình. Cái điều chiến thắng này rất rất là khó. Dạ, nếu không thì tiền tài danh lợi, tình cảm, như hồi trưa này con có nói với một vị đạo hữu, vị này cũng người sống rất rất là tình cảm nên rất là khổ. Con khuyên một điều là biết rằng tình cảm là tốt lắm, nhưng mình phải sống với lý trí, ngã về lý trí một chút đi thì sẽ bớt khổ. Nếu không ngã về lý trí mà cứ sống theo tình cảm thì cái khổ dai dẳng cho mình hoài. Và đây là tại sao con thích câu này, và con cũng thỉnh ngài triển khai câu này để trong đạo tràng có thể triển khai thêm về ý nghĩa những gì con chưa nói hết cũng như chưa hiểu hết. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều, và con kính nhân mít đến ngài ạ. Sa thủ cô tu nữ Như Pháp có mặt thì đặt tên thôi,
chứ nếu mà không xuất hiện thì đâu có mời lên ha. Thì qua câu Phật ngôn 103, cô tu nữ Như Pháp đã gợi ý để đạo tràng của chúng ta thảo luận. Và sự gợi ý của cô tu nữ Như Pháp, quý vị cảm thấy thế nào? Cứ góp ý. Bởi vì ở đây với câu Phật ngôn này, quý vị hiểu như thế này nè: tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Mà tự thắng mình tốt hơn, tức là cái vị đó biết rằng gánh nặng đã đặt xuống, chúng ta chưa đặt gánh nặng xuống. Mục đích của phạm hạnh đã hoàn thành, chúng ta chưa có hoàn thành. Dù là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm thì cũng phải nương nhau mà sống, cũng phải tiến lên nữa. Khi nào mà tự thắng mình tốt hơn, tức là vị đó biết rằng đã đặt gánh nặng xuống. Cho nên ở đây câu Phật ngôn này chúng ta học hỏi lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, chứ không phải là chúng ta đã chiến thắng được chính mình đâu, chưa. Mà khi trồi khi sụp cũng giống như chúng ta đang hụt lặn ở giữa một cái dòng nước, khi trồi lên khi trụt xuống. Và nếu mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta còn sống, mà chúng ta không vượt qua được thì hy sinh vì nước, chúng ta sẽ bị nước cuốn trôi. Thì ở đây, dù tại đại chiến trường thắng ngàn quân địch, đó là hình thức bị ngoại. Cái mà tự mình á, biết đây là thiện, biết đây là bất thiện. Và trong cái sự tu tập, chúng ta hãy nhìn vào nó. Chứ bây giờ, ví dụ như khi mà tham sinh khởi, chúng ta diệt cái tham thì còn gì để mà tu? Còn gì để mà tu? Chúng ta hãy nhìn cái tham đó, nó vi tế hay là thô thiển. Rồi từ cái thô thiển chúng ta nhìn riết rồi nó quen đi, lần sau gặp cái tâm tham đó chúng ta cảm thấy rằng càng ngày chúng ta nhìn nó một cách vi tế hơn. Chứ nếu không có đối tượng làm sao chúng ta tu? Phải có đối tượng để chúng ta mới tu. Ta có đề mục mà chúng ta nhìn vào nó, tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nó khổ vậy. Khi mà tìm hiểu cái nguyên nhân thì chúng ta mới có phương pháp để thực hành. Và với phương pháp thực hành đó thì chúng ta mới đi đến cái nơi an vui được. Cho nên câu Phật ngôn này là một cái câu Phật ngôn chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, nó nhan nhản, nó nhan nhản, nhưng mình quay lại với chính mình để mình thấy được cái tham lam, cái sân hận, cái si mê của nội tâm. Khi mình thấy như vậy, từ cái thô thiển đi đến vi tế, thì khi đó chúng ta mới cảm thấy an vui. Chỉ là thấy thôi. Cho nên trong cái thiền mà quý vị gọi là Vipassana, thì chữ Pasati là thấy. Phải thấy được cái thực tánh của Pháp, đó là điều quan trọng. Cho nên cô tu nữ Như Pháp đã gợi ý như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy thảo luận về câu Phật ngôn này. Trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta cảm thấy mình thắng được cái gì? Khi mà ở bãi chiến trường hay ở ngoài chợ hay là ở trong chùa, mình có phiền não hay không? Quân địch ở đây ám chỉ những phiền não, những bất thiện pháp.
là những phiền não, những bất thiện pháp đó thì mình đã thấy nó chưa, chứ không phải là mình diệt, mình chiến thắng hoặc là mình trừ khử, mình giết nó, không. Hãy thấy nó đi. Chính cái tu là cái thấy, Vipassana là mình thấy nó. Thấy nó qua cái gì? Qua cái thân này, qua sự cảm nhận này, qua cái tâm của mình, qua cái pháp nó diễn tiến. À, thân thọ tâm pháp. Alo, bây giờ quý vị có hãy đi vào câu 103. À, khi nãy quý vị coi như trình bày rất là lưu loát, rất là có chiều sâu, nhưng mà đó là cái tấm đắc của quý vị về những câu Phật ngôn đó. Còn bây giờ hãy hướng về câu Phật ngôn này và chúng ta thảo luận để thấy cái sự thật trong cái câu Phật ngôn này như thế nào. Alo, rồi xin mời bàn tay của quý vị. Chúng ta thảo luận để thấy sự thảo luận để thấy sự thật của câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị ngại đưa bàn tay lên, người ta nói sao mà lối quá. Không có lối đâu. Quý vị hiểu như thế nào thì cứ đưa lên thảo luận về Phật pháp. Bởi vì đây á là một cái đạo tràng, mà khi hội họp nhau thì chúng ta chỉ thảo luận về Phật pháp, không nói chuyện tào lao ha. Mà cái chủ đề là 103, với chủ đề này chúng ta thấy sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi. Rồi bây giờ mời huynh Giang Nhật Hà ha. Alo, huynh Giang Nhật Hà nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Cô tụ nữ như pháp đã trình bày, đã gợi ý. Bây giờ huynh cảm thấy rằng cái câu Phật ngôn này cô tụ nữ như pháp giới thiệu như vậy có những cái chỗ mà thích nghi, có những cái chỗ mà không đồng ý, hoặc là theo ý kiến của huynh thì huynh nghĩ sao? Alo, mời huynh Giang Nhật Hà. Trời ơi, cái miệng mêu xẹo chán thiệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, giống như cô Kim nói bây giờ sư nói về cái đề tài của câu 103 mà cô tu nữ Như Pháp đặt ra thì con thấy cái câu này á, dạ không biết đạo tràng còn nghe không ạ? Alo, dạ con cảm ơn cô Như Quang, dạ con cảm ơn sư. Thì con thấy theo cái câu này á thì là cái mấu chốt là tự thắng mình tốt hơn. Thì cái phẩm này nó rất có nhiều cái câu, câu nào cũng là đều là sách tấn mình hết. Thì theo con á, thì đối với bản thân con thì con sẽ dùng cái câu số 112. Cái câu mà về có cái dùng cái sự tinh tấn. Thì cái khi mà mình sống hàng ngày mình... Cái phẩm ngàn này á, là luôn luôn nó đề cập tới cái pháp so sánh 100 năm hay là một đời để so sánh với lại bằng một ngày sống tốt hay là một cái thời hành thiền hay là một cái câu bất tử, một phút giây nhận ra pháp sinh diệt, một cái sự trở mình vươn lên, tinh tấn để chú tâm là một cái việc gì đó mà hữu ích cho chính mình, một cái công việc hợp thời, hợp pháp, hợp với nhân quả.
thuận theo pháp để giúp mình tấn hóa trên cái đường đời cũng như đường đạo, giúp cho mình tiến gần đến cái chân thiện mỹ. Những cái giây phút, những cái sát na tinh tấn trong ngày á, trong đời sẽ luôn là những cái hạt nhân, những cái giống lành gieo xuống, và sẽ gặp được những cái điều kiện tốt để trổ quả lành trong ngày vị lai. Thì để hoàn thiện chính mình, để vượt lên chính mình, thì con dùng cái tinh tấn. Tại vì cái tinh tấn á, thì là không có cái tinh tấn thì mình không có thể nào mà mình đi lên được, không có thể nào mà tiến tới được. Đây cũng là một trong ba cái hạnh đức tin, trí tuệ và tinh tấn của chư Phật. Có đi thì sẽ đến, có tu thì sẽ phát triển, tiến hóa, và cũng sẽ có ngày đến đích, có ngày liễu ngộ để thấy được tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Và tinh tấn đây cũng là một cái động lực để cho con nhiều lúc mà sao lãng hay là phân tâm trong ngày, để mà quay ngược về với chân tâm của mình, nhìn vào bên trong của mình để có được giây phút bình an. Nhiều khi gặp những cái chuyện bực mình, không hài lòng thì mình bỏ qua, mình tự nhủ với mình là thôi bỏ đi, cho con xin hai chữ bình an. Bởi vì chỉ có bình an trong tâm thì mới lan tỏa cái bình an đến thế giới được. Cũng như câu mà mọi người hay nói là tâm bình thế giới bình, tâm an vạn sự an. Thì tóm lại theo con, nếu không có được tinh tấn thì không thể nào kéo được cái chiếc xe ngũ uẩn này đi đến nơi cần đến được. Cho nên tinh tấn là cái điều thiết yếu, là một cái sức mạnh. Giống như lúc đầu sư đề cập á, ba lá để đẩy mình tiến đến con đường trung đạo mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Cũng như ở bên Mỹ có một cái vị, một cái nhà hoạt động xã hội á, thì cái ông Martin Luther King á, ông có nói cái câu là nếu mà bạn mà không có bay được á thì bạn hãy chạy, nếu không thể chạy thì đi, nếu mà không có đi á, thì bò lăn, làm bất cứ cái gì mà miễn sao là mình luôn luôn tấn tới phía trước. Thì con hy vọng qua cái câu, cái phẩm ngàn và cái câu Phật ngôn này á, sẽ giúp cho con hoàn thiện bản thân để là một cái người tốt hơn của chính con của ngày hôm qua. Dạ con chỉ có cái ý kiến như vậy thôi. Con mong sư và đạo tràng có thể góp ý và bổ sung thêm để cho con được học hỏi thêm. Dạ con xin xuống mic và con xin cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin nhân mic lại cho sư ạ. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính, ủa không biết là hôm nay con dùng cái à, dạ con hôm nay con dùng cái máy tính nên con cũng không được được đây. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài Chư Tất, ngài Quán Không. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào tập thể đạo tràng. Dạ giờ con phải tập cái cách coi như là vô trợ chứ không thể hữu trợ được, con sợ sự gọi lên thôi thiện pháp thì mình vô trợ đi, cứ thế tự giác tự giơ tay lên thảo luận. Dạ thì nghĩ sao nói vậy, mà đây con đang chờ con một chút đã, con đang xem lại cái máy tính của con không có cái câu 103 của cô Như Pháp. Dạ con xin cô con xin dạ ngắn yo saha sang saha se na sang ga me na nu se chi ne e kang cha ye ya ma ta nang sa we sang ga ma chu ta mo. Dạ chắc con
kệ dễ hơn. Dô sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi me e canh cha ye ya man ta năng sa quê sang ga mà chúng ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã cái câu này thì nghe, con nghe cũng đã rất là lâu rồi mà phân tích ra thì con cũng chưa được nghe nhiều ạ. Nhưng mà những cái bài kinh thì con cũng đã từng được các sư giảng cho cũng hiểu một số bài. Nhưng mà như cái sự chiến thắng mình đây là nó rất là quan trọng, như là nhưng mà điều quan trọng đầu tiên và đơn giản nhất con nghĩ là sự xả ly. Sự xả ly thì cái hạnh như kiểu là hạnh bố thí thì mình có cái xả ly được những cái tâm tham của mình. Khi mà nói đến cái sự bố thí nghe thì rất là đơn giản, nhưng con thấy nó cũng là một cái phải người phải có sức mạnh, có niềm tin, có sự từ bi thực sự thì mới có thể xả ly được những cái đồng tiền của mình, rồi đến những cái thực vật phẩm của mình, rồi đến những tất cả từ hạ lên đến thượng. Như con thấy như Đức Phật ấy thì ngài không có tiếc ai cái gì, dù kể cả là vợ con, rồi thì tài sản, rồi thì thân xác luôn, cho cả tính mạng luôn. Thì con mới thấy là đó là một cái sức mạnh cực kỳ lớn mới có thể làm được như vậy. Như những người bình thường như chúng con đây thì nói đến tiền, nếu như mà để nói những người có tiền để họ bố thí thì nó rất là đơn giản thôi, bố thí cúng dường rất là đơn giản. Nhưng mà đối với những người mà vất vả làm không có nghề nghiệp ổn định, rồi thì kinh doanh thì cũng không được gọi là giỏi kinh doanh đó, như những người bình thường như chúng con thì cái sự bố thí, sự xả ly nó rất là chướng ngại, bởi vì cái đồng tiền mình nó hạn hẹp đó thưa sư. Thì đôi khi có những cái mà nó hạn hẹp nó trở nên làm mình cho mình một cái con người ích kỷ, cho mình trở thành những cái con người là luôn luôn là phải tính toán, phải so đo mọi thứ đó. Cho nên con thấy nó rất là chướng ngại bởi cái sự cái đồng tiền mà hoặc là những cái đồ vật phẩm mà mình không có đủ điều kiện ấy, thưa sư. Cho nên là cũng rất là cần thiết để mà mình biết bố thí để mà mình được có những cái quả tốt, để mà ví như là kiếp này mình chưa được giải thoát thì kiếp sau mình cũng có những cái phước vật đó, để mà mình có cơ hội mình xả ly ra. Thì đấy là những người mà họ không có tiền nhưng mà họ có tâm muốn xả ly đó, thì con thấy là cũng là rất là phải là tu tập mới có được cái tâm đấy, chứ cũng không phải là tự nhiên mà có. Như con thấy là có rất là những người giàu có nhưng mà họ cũng không biết bố thí cúng dường, cũng không phải là do là họ không hiểu, đôi khi họ cũng có từng nghe là bố thí cũng có phước cũng này cũng kia, nhưng mà họ cũng cảm giác như họ không có niềm tin ấy, cho sư thì họ sẽ không đặt niềm tin vào đấy, mà họ cũng chỉ biết là tích cóp lại rồi thì mua được cái nhà, mua được cái xe. Người ta nhìn thấy những cái tài sản đó là người ta cảm thấy no rồi, người ta không cần gì nữa, người ta cảm thấy rằng là đầy đủ rồi, họ không cần phải làm thêm những cái tạo thêm phước để làm gì. Đã. Còn như cái việc xả ly như con nói đây thì con đã chứng kiến như là ví dụ như là trong gia đình nhà con, như là mình rất là thương một cái con cún con chó con đấy, nhưng mà nuôi nó thì
ôi, nói chung là rất là phức tạp chứ cũng không phải đơn giản. Dạ, phải trông, phải này, phải kia, nói chung là khổ vì nó. Mà trong khi đó thì có những người bạn con nó ở quê, nó đất nhà nó rộng, cũng rất là thích nuôi chó, mà nó cũng quý chó ấy. Thế nhưng mà nó bảo là cho nó nuôi cho, thì lại tự nhiên kiểu cứ thương ấy, cứ thương, thương luyến ái cái con cún quá, không muốn cho. Mà mặc dù cũng biết rằng là cho nhà này thì nó cũng sướng thôi, nó cũng không khổ, nhưng mà vì cái luyến ái rồi thì nó thành ra là mình không xả ly được á, thật sự. Rồi thì cũng giữ lại, không cho đó. Thì như lúc đó thì trong đầu con nghĩ là trời ơi, đến một con cún mà còn không cho được thế này, huống chi là mình làm sao mình được hạnh, được như Đức Phật cho cả vợ cả con. Vợ con là những người mình thương yêu nhất, còn hơn cả những cái con cún này. Mà mình nghĩ là con chỉ nghĩ như vậy thôi, cho nên cái sự xả ly nó rất là quan trọng. Mà như Đức Phật dạy, từ những cái hy sinh, những cái ngoại vật tứ chi rồi đến từng bước tiếp theo hy sinh, rồi cả những cái nào thì chân tay rồi tim mạch phổi gì đó, mà nếu có thể như kiểu hiến nội tạng thôi, rồi thì có thể hiến cả một cái thân xác này, cái cuộc sống này cho người khác, thì đó là một cái sự xả ly cực mạnh, mà chiến thắng chính mình thì thật sự là mới có thể là mạnh mẽ, thì mới có thể là như vậy được. Chứ còn cái đầu tiên nhất là cái sự ly tham này mà không thực hành được thì tất cả những cái khác thì con nghĩ cũng rất là khó để mà mình thực hành được. Ví như có cái câu chuyện của vị mà có hai vợ chồng trong mỗi cái khố đó, thế chứ mà không có cái gì để mà cúng dường Đức Phật đó, mà hôm ấy mà ông ấy đã vượt lên chính mình để mà cúng dường Đức Phật cái tài sản duy nhất mà hai vợ chồng có đó. Cho nên là con thấy rằng là cái sự chiến thắng mình đây là điều quan trọng nhất, mà mạnh mẽ nhất, chứ không hề đơn giản. Dù là thắng tất cả hàng ngàn ngàn quân địch cũng không thể nào bằng tự thắng mình tốt hơn. Nhưng mà tất nhiên là mỗi người thì có một cái sự tu tập riêng, có một cái cách tu tập riêng. Nhưng mà theo con thì cái sự xả ly và sự bố thí, sự ly tham này là sự cũng là rất là quan trọng, và cũng cực kỳ quan trọng luôn. Từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, mình sẽ phải từ từ mình thực hành từng bước á. Dạ, con có đôi ba lời chia sẻ như vậy thôi ạ. Con kính tri ân sư và đạo tràng. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ. Alo, xây dựng ru thế này hả? Quý vị cứ mạnh dạn đi chứ, thời gian còn đâu có hết. Câu Phật 103, một cái câu Phật ngôn mà rất là thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Huynh Giang Nhật Hà ha, có nhiều ý kiến rất là hay. Rồi xuất phát nguồn leo cái
cái khao cho ngủ hết. Đem cái chuyện cuốn ra mà nói chuyện, đem cái chuyện mà tài sản chỉ có một cái khố đem ra nói chuyện như vậy thì người ta nghe người ta rụng rời, người ta thấy cảm động quá, cho nên ngồi im ru. Cái tài sản quý nhất là chỉ có một cái tấm tròn thôi, hai vợ chồng xài chung mà còn dám dứt bỏ, cái đó là vượt lên chính mình, cái đó là tự thắng mình tốt hơn. Thì số ba con này thì chúng ta gặp nhan nhản trong cuộc sống, như khi pháp nguồn đem ra chuyện con cuốn để mình nói chuyện, cái đó cũng là một cái vấn đề mà xin lỗi, mặc dù nó là ngoại vật nhưng mà dám dứt bỏ được, đó là một cái vấn đề mà thấy mình ly tham. Khi mình dứt bỏ được cái tham lam của mình phải giảm thiểu và mình cảm thấy an vui. Thì trở lại vấn đề, khi mà chúng ta ôn như thế này, không phải là nhiều câu làm gì, chỉ lấy ra một câu thôi để rồi chúng ta hướng về cái câu Phật ôn này để mà triển khai, để mà triển khai rồi chúng ta hiểu rộng thêm một chút. Chứ còn bây giờ mỗi vị đưa ra một câu, 15 câu thì chúng ta thấy bị loãng. Và có thể rằng khi mà ôn lại thì có ba người sẽ chịu trách nhiệm này, ba người chịu trách nhiệm khi mà chúng ta ôn những câu Phật ôn này trong một cái phẩm nào đó. Một là Sikh Metta ha, hai là Sikh Hồng Mai nè, ba là Huynh Chánh Ngộ nè. Nhớ ba người này sẽ chịu trách nhiệm. Bởi vì sao? Khi mà ôn lại thì ưu tiên cho ba vị này. Sikh Metta ngày thứ ba, Sikh Hồng Mai ngày thứ năm và Huynh Chánh Ngộ là ngày thứ bảy. Vậy thì bây giờ, ví dụ ngày hôm nay là ngày của Sikh Hồng Mai, thì chúng tôi có thể yêu cầu Sikh Hồng Mai đưa ra một câu trong cái phẩm ngàn này, để rồi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta triển khai để học hỏi lẫn nhau. Bởi vì mỗi vị đều có một cái hay của từng vị, mỗi bông hoa đều có một cái màu sắc riêng, và những cái màu sắc riêng đó nó tạo thành một cái công viên rất là đẹp, đó là vườn hoa chánh pháp. Cho nên ý kiến của chúng ta là như vậy, và nhiều ý kiến như vậy thì làm cho cái câu Phật ngôn này phong phú. Cho nên hôm nay á, thay vì coi như mà bác sĩ Hồng Mai lên để triển khai, bác sĩ Hồng Mai sẽ chú trì luôn, dùng cái từ chủ trì có nghĩa là đúc kết luôn, hãy gửi đưa ra những ý kiến của mình và đạo tràng cứ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho đến khi gần hết giờ thì Sikh Hồng Mai sẽ đúc kết. Và cái điều quan trọng là sung sướng nhất là chúng tôi ngồi chơi sơ nước để coi quý vị tự chiến thắng lấy mình chứ, phải không? Quý vị tự chiến thắng lấy mình, đứng trên đôi chân của mình. Nếu một ngày nào đó, hay là nói chung là ngày mai đi, ngày mai chúng tôi không đến với cái room này nữa, thì quý vị sao? Phải có một cái sức mạnh của nội tâm để vượt qua trở ngại. Học hay phải hành? Hành là chứ, hành là chính không? Học chứ, chính trong cái học á, chúng ta có hành trong đó, chứ không phải là học là cái như là không có chú tâm, không có ghi nhận thì chúng ta học lơ là, như vậy cũng không có kết quả. Cho nên trở lại vấn đề,
Trong cái phẩm phẩm ngàn này chúng ta chỉ lấy ra một câu Phật ngôn, mà câu Phật ngôn này cô Tu Nữ Như Pháp người đầu tiên đưa ra câu Phật ngôn này, thì cô như Tu Nữ Như Pháp triển khai và quý vị cứ thảo luận đóng góp ý kiến, để rồi qua những ý kiến đó cô Tu Nữ Như Pháp sẽ đúc kết lại. Người đưa ra cái đề tài là cái người mà đúc kết những cái ý kiến của quý vị, để rồi chúng ta cùng học hỏi nhé. Chứ không người ta nói rồi cái mình cứ cuộc sướng quá, có người cầm với giờ mình ngồi chơi xin nữa, còn mình đi chơi chỗ khác chứ như vậy vô bổ. Người ta nói mình cũng phải nghe và mình học những cái hay của người ta. Cho nên có một cái câu nói là đọc sách 3 năm không bằng nói chuyện 1 giờ. 3 năm mình đọc sách mà chỉ trong đầu óc mình thu nhận những cái hay cái đẹp đó mình nói ra 1 giờ. Mà sợ nhiều khi 1 giờ mình không đủ để mà nói nữa. Học là nhiều khi mình nói chưa tới giờ đã hết cả trạng ý, mà trong khi sách vở mình đọc tới 3 năm 4 năm. Sao quý vị thấy sao? Tại sao chó mực kêu là cúng về trời? Chó nè, cún mới là con chó, tại mỗi miền mỗi vùng nó khác nhau. Vậy mà cũng thắc mắc nè, hồi nãy giờ nó bật mệt nên không chịu nghe vậy, nghe con cún nghe con chó, rồi cái bà này thì cà chớn rồi nè. Rồi bây giờ thời gian còn mà, tại sao không đi sâu vào cái nội dung này mà nghe con gà nghe con chó mệt quá. Rồi mời Sĩ Quang Thanh nè. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Ân Đức Pháp Tăng. Con kính đảnh Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tán Không và Đại Đức Tuệ Đối Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Hôm nay là được ôn câu pháp cú trong phẩm ngàn, thì trong phẩm ngàn thì con thấy câu nào cũng hay, nhưng con thấy cô Như Pháp đưa ra một câu là 103 là do sa hát sang sa hát se na sang ga me manu se che e canh cha chay ra mát ta năng sa quê sang ga ma chút ta mồ. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn Phật chiến thắng tối thượng. Với câu Phật này, ba này nói lên phần duyên sự thì con đã thấy sư ở Ngài Trí Đức, cô tu nữ và tất cả các Phật tử cũng đã nói lên. Con chỉ có nói lên cái phần mà để con dựa vào cái câu Phật ngôn này để con hiểu, để con thực hành vào đời sống hàng ngày. Theo con thì cái câu Phật ngôn này đầu tiên là mình tự thắng mình, là không phải là mình tự thắng mình về pháp thế gian, mà mình tự thắng mình về cái tâm của mình, ở bên cái tâm của mình, chứ không phải là cái pháp thế gian bên ngoài, ví dụ như là quyền hoặc là tất cả những cái pháp thế gian bên ngoài, mà mình đầu tiên là mình phải thắng chính mình, là mình đầu tiên là mình phải học pháp. Học pháp là mình phải hiểu được cái đó để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ví dụ như là con qua thì con cũng có một việc, nhưng mà thật sự ra khi con nghĩ lại đến những câu cú
để mà con áp dụng vào cuộc sống thì con lại hôm qua câu nó lại áp dụng thành cái câu mà cái câu bất tử ạ. Thì là thật sự ra là có một người bạn của con, thì tuy là người bạn này thì cũng không có biết gì đến Phật pháp cả, thế nhưng mà con thì cũng là một người hữu duyên, con cũng muốn hướng cái tâm của người bạn này đến Phật pháp, Phật giáo Nam truyền, để cho bạn nó có một cái sự ra đi trong lúc mà một con người thì còn trẻ nhưng bệnh thì rất là nặng, nhưng mà chỉ còn sống trong cái khoảng khắc nó rất là ngắn ngủi thôi. Thế nhưng mà khi con chia sẻ đến cái phần về câu ngàn, nó nói câu bất tử ấy, thì bạn ấy có nghĩ và có nói cho con biết là vậy thì chỉ còn có, và trong những cái giây phút này thì mình hướng vào bên trong để mình xem mình cố gắng làm sao để cho mình không hướng ngoài, mà cái hướng ra ngoài đấy là nó sẽ làm cho mình rất phiền não. Thì chỉ cần nhắc bản thân mình là dù sống trong dù cái hoàn cảnh nào xảy ra, mình cũng không có thể sống bằng tâm sân, mà mình sống bằng một cái tâm từ. Thế nhưng không phải là mình không biết cái lúc đó mình sân hay là không biết lúc đó mình tham, mà mình phải biết là lúc đó mình tham, mình sân, nhưng mình quay vào bên trong thì tự nhiên là mình cảm thấy được cái sân của mình nó sẽ giảm và cái tham của mình nó cũng sẽ giảm. Và cái si là cái quan trọng nhất để mình hàng ngày mình tu tập. Thế nhưng mà thật sự ra cái si nó rất là khó để mình tu tập, nhưng mà qua những các câu Phật ngôn mà con được học đây, và nhất là cái câu Phật ngôn mà cô Nhật Quỳnh à cô tu nữ Như Pháp đã là mình phải chiến thắng chính bản thân mình, để mình chiến thắng bản thân mình không phải là mình chiến thắng cái gì nó tốt đẹp, nó cao quý, mà mình chiến thắng đây là chiến thắng của người đạo hạnh, của người phẩm hạnh, là mình biết thứ nhất là mình giữ giới làm sao để cho nó trọn vẹn, và hai nữa mình bố thí với cái tâm rất là hoan hỷ trong cái việc mình làm, thì là mọi việc nó sẽ rất là thông suốt. Và kể cả khi mình giữ giới được thì khi mình hành thiền tâm định mình rất là tốt. Mà thứ hai nữa là khi tâm định vào rồi thì cái quan sát thân tâm của mình nó cũng rất là nhạy bén. Có thể là ngày hôm nay con ngồi thiền thì nó rất là ấy, nhưng mà ngày mai thì con biết là đấy là nó cũng có cái là có thể lúc đó là cái tâm của mình là mình chưa giữ được một cái giới nào đó mà nó cho nó kiểu là chưa giữ được một cái giới nào đó để cho nó cho cái của mình nó còn suy nghĩ về cái giới đó chẳng hạn, thì cái ngày đó là mình thiền là mình sẽ không có định tâm được, và mình sẽ nghĩ à mình phạm giới như này thì làm sao mà mình ngồi yên được. Và cái thứ ba nữa là một cái cung kính, mình cung kính chư tăng không phải là mình cung kính bằng sự ví dụ như mình đến với chư tăng là mình cứ lạy chư tăng là đấy là cung, mà mình phải cung bằng cái giáo pháp mà Đức Phật phải dạy, là mình cung kính đến chư tăng hoặc cung kính đến với Đức Phật là phải dùng giáo pháp để nói được cái điều mà mình hiểu, chứ không phải là mình thực tập mà mình học mình đọc giáo pháp rồi mình nghe giáo pháp, nhưng mà khi mà mình gặp vào chuyện đời thì bắt đầu mình sân, mình si, rồi mình làm đủ thứ. Thế mà khi hiểu mà mình thực hành, nhưng trong dần dần mình càng thực hành như thế thì mình sẽ rút ra được những cái bài học và rút ra được những kinh nghiệm, à cái này mình thực hành như thế này thì nó tốt cho bản thân và nó tốt cho cái tâm của mình hàng ngày tu tập.
thì mình cứ thế mình thực hành theo. Còn nếu mà mình thực hành trong cái lúc mà nó không có tốt cho cái phần mình, không có tốt cho cái phần mà mình cảm thấy bản thân mình là nó không có tốt lên được, thì mình lại phải đổi lại, à cái này nó không được thì mình lại đổi lại bằng cái khác. Thì theo con thì qua những cái thời gian mà con đến với Phật Pháp Nam Truyền thì thật sự là mới được tròn là 2 năm. Thế nhưng bản thân con thì bây giờ con đã biết được là tất cả những cái gì mà mình nghe bằng tai, mình nghe bằng, mình nhìn bằng mắt và mình cảm nhận bằng mùi hương, hoặc là mình cảm nhận bằng âm thanh, hoặc là mình cảm nhận bằng tất cả những cái cảm xúc, thì bây giờ con đã cảm thấy được là tất cả mình, những cái mà khi nghe câu nói mà người ta nói nó êm tai thì mình nghe nó vui, nhưng vui lúc đó mà khi người ta xúc phạm đến mình phát là mình quay ra mình nhảy bổ vào người ta luôn, thì lúc đấy là cái tâm sân của mình lên, thì mình không bao giờ mình làm được gì cả mà mình lại quay vào bên trong. Quay vào bên trong là một cách, đó là không phải là mình nhìn người ta mà là nhìn phải vào, nhìn vào mình. Như theo con thì con thực tập như thế thì dần dần con cảm thấy cái tâm sân của con dần dần cảm thấy nó bớt dần, càng ngày nó càng bớt dần. Thế nhưng mà có thể là nhiều việc mà mình gặp tâm sân mình không chế ngự được, nhưng mà mình vẫn quay vào bên trong, nhưng mà mình chế ngự rất dần dần. Ví dụ người ta chửi mình bằng một cái, người ta xúc phạm đến gia đình hoặc đến mẹ, anh chị em, thì mình cảm thấy được cái là mọi việc đó có đều do nhân quả, hoặc là do những cái mà duyên sanh ra thì là sẽ có duyên diệt. Thì con nghĩ như thế, dần dần con lại quay lại, con bảo à thế cũng có khả năng là duyên nó sanh lên thì rồi nó cũng diệt đi thôi, cứ kệ. Thế dần dần như thế, nhưng mà mình không phải là, mình không biết là khi mình sân và mình cũng không biết là khi mình tham. Thì thật sự về phàm phu thì không phải là không có tham sân si. Cái tham sân si này nó theo mình có thể là ngay trong giây phút, từng giây phút một, chứ không phải là mình làm cái gì mà mình mới biết là cái đấy mới tham cái sân. Có thể là ví dụ như là người ta nói về một cái chương trình nào đó mà mình cảm thấy như là nó tốt, mình theo. Thế theo nhưng mà mình theo xong mình cảm thấy à cái này nó không có lợi cho việc tu tập hàng ngày, mà càng ngày thì mình càng phải hướng tâm về chánh pháp thì nó với một cái sự an lạc tuyệt đối. Chứ còn bây giờ mà mình cứ hướng tâm ra ngoài nhiều quá, mà con cũng biết rằng là hàng ngày thì cái cuộc sống hàng ngày là mình phải là kiếm tiền, hàng ngày là mình phải nuôi sống cái mạng này để mình tu tập. Như mình nuôi sống trong cái chi túc mà mình cảm thấy nó đầy đủ, cảm thấy nó đầy đủ thì con cảm thấy là nó rất là an vui. Thế nhưng mà mình lại cứ muốn là cái này là phải hơn người ta, rồi là cái kia cũng phải hơn người ta, thì cái đó mình cứ theo hơn như thế, xong là mình sinh ra tâm tham, rồi mình làm những cái việc mà nó dẫn đến cái tâm bất thiện, thì cái tâm bất thiện thì nó sẽ cho cái quả bất thiện. Còn thật sự ra nếu mình biết chi túc thì tất cả mọi việc, dù rằng mà con cũng biết rằng là nếu không có tịnh tài thì không có thể bố thí được, thế nhưng mình sẽ bố thí bằng pháp, mình bố thí bằng tấm lòng cung kính, mình bố thí bằng tấm lòng phục vụ đến với tất cả chư tăng chẳng hạn, thì cái đấy nó cũng là cái bố thí đấy với những người mà không có tịnh tài. Thế nhưng mà Đức Phật có nói, con có nhớ một câu là Đức Phật có nói là cũng đến Đức Phật là hàng ngày tu tập, chứ không phải là cứ phải là riêng gì bố thí. Thì nhưng mà cái pháp bố thí là để cho được con người, người ta bớt lòng tham, bớt đi cái sự ham muốn của pháp thế gian, và nó bớt đi tất cả những cái mà để mình xả ly, mình đặt gánh nặng của mình xuống, mình đặt từ từ, rồi mình đặt dần dần, rồi khi mình đặt hết gánh nặng xuống được thì lúc đó mình cảm thấy bước vào một cái sự rất là an lạc và là tốt. Nên là con chỉ có phần chia sẻ như thế, con chia sẻ có gì sai
và không đúng với chánh pháp và không đúng với ý của các sư với các cô quý cô tu nữ cùng quý vị đạo hữu trong đạo tràng, thì có gì thì con kính mong quý ngài và quý sư và quý cô tu nữ bỏ qua cho con và chỉ dẫn cho con để con tu tập trên con đường Phật pháp càng ngày càng tốt đẹp. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con xin sám hối từ nãy giờ. Con vào thì con chỉ nghe Quang Thanh chia sẻ, chắc là hôm nay chia sẻ câu Phật ngôn này, cho nên còn vài phút thì con cũng tranh thủ và đảnh lễ với ngài và kính chào đạo tràng một ngày mới thật là an lạc với câu Phật ngôn này. Theo như Quang Thanh chia sẻ thì tự nhiên cũng đồng ý với Quang Thanh. Vì sao? Khi mà chúng ta bị phiền não hay là cái gì đó thì trong Vi Diệu Pháp có nói là thứ nhất là ngũ uẩn ma, thứ nhì là pháp hành, thứ nhì là phiền não ma, thứ ba là pháp hành ma, thứ tư là thiên ma và thứ năm tử thần ma. Cho nên trong cái thân ngũ uẩn mình á, lúc nào mình muốn làm cái gì đó thì cái ngũ ma nó cứ hành hạ và nó đeo đuổi. Khi chúng ta muốn làm cái này thì nó thá mình, nghĩa là nó trạo hối, nó nhớ lại những cái gì xấu xa và những cái gì lúc đó, cái xấu cũng có và cái tốt cũng có, nhưng mà cái xấu nó nhiều hơn cái tốt. Vì cái lúc mình chưa hiểu chưa biết là mình toàn là làm những cái điều xấu nhiều hơn những cái điều tốt. Thật ra thì cái lúc mà mình chưa hiểu về bố thí cúng dường trì giới gì đó, thì chắc chắn là mình làm những cái điều xấu, không có những cái điều tốt. Thì khi mà mình học những cái câu Phật ngôn như vậy, mình áp dụng vô cái đời thường rất là hay. Cũng giống như Quang Thanh áp dụng những câu Phật ngôn này rất là tốt, và mong rằng Quang Thanh luôn luôn giữ vững những cái tâm mà mình đã học, và mình khi mình học những câu pháp cú như vậy mình áp dụng với cái thực tế đời thường rất là tốt. Cảm ơn, cũng kính tri ân đạo tràng đã chia sẻ. Dạ, bây giờ đã còn 2 phút nữa thì không biết là chắc là tới giờ ngài đã kết thúc hay là vị nào kết thúc, con cũng không có biết nữa. Dạ, con kính thỉnh ngài, chắc ngài kết thúc quá. Tại vì cái râm của ngài mà ngài không kết thúc thì ai kết thúc đây bây giờ? Ngài còn hơi thở thì ngài cứ lên kết thúc chứ. Dạ, con đã thấy tín hiệu. Alo, 123, 123. Cô tu nữ Tuệ Duyên nói chưa hết ý mà. Nhưng mà xin lỗi ha, thời gian cũng đã kết thúc. Thì bây giờ trong cái phần ôn lại một cái phẩm nào đó để trở lại vấn đề ha, thì trong cái phẩm đó cái người mà cầm micro để mà lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, cái người đó sẽ chịu trách nhiệm. Nhắc lại, ngày thứ ba là sức meta, ngày thứ năm là sức hồng mai, và ngày thứ bảy là huynh chánh ngộ. Đây là những người ưu tiên. Ví dụ như hôm nay sức hồng mai, mời sức hồng mai, sức hồng mai lễ bái tam bảo thọ trì quy giới thì sức hồng mai sẽ ưu tiên. Nhưng mà sức hồng mai hôm nay có vấn đề, có thể là yêu cầu Chiếc Kim Nhung hỗ trợ, có thể mời cô tu nữ Tuệ Duyên đưa ra đề tài hoặc là một câu Phật ngôn nào đó. Đó là quyền của Sư Hồng Mai, ưu tiên cho cán bộ nha. Rồi,
Hôm nay câu Phật ngôn 103, một câu Phật ngôn rất là có ý nghĩa. Và với câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng có thể lấy ra những cái trường hợp như Sức Pháp Nguồn vừa trình bày, Sức Quán Thanh vừa trình bày rất là thực tế, hoặc là những câu chuyện mà chúng ta có thể lấy làm ví dụ để cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ. Ví dụ như ông đạo sĩ Cú La Phú, ông chỉ có một nhóm hột cải với một cái buồn thôi, vậy mà 7 lần ông ta mới từ bỏ được nó, ông ta mới chiến thắng được cái tâm tham. Khi ông vua đến trận trở về Khải Hoàn, nghĩa là ca khúc ca chiến thắng nha, sung sướng nha, mà đi ngang qua cái một cái bờ sông đó thì thấy cái ông đạo sĩ này, đạo sĩ chứ không phải là một người tu mà như thuần túy như chúng ta hiểu biết giáo pháp thế này. Đạo sĩ mà chỉ có một cái cây cuốc cùng với một nhóm hột cải mà ông ta 6 lần không bỏ nó được. Đi tu một thời gian nhớ cây cuốc cùng nhóm hột cải, rồi bây giờ bỏ nó thì uống thôi, hoàn tục về cuốc đất trồng khoai ha. Rồi khi mà coi như thu hoạch xong rồi thì cũng lấy lại ít giống, rồi đem cây cuốc đem coi như là giấu đi tu tiếp. Như vậy mà 7 lần, cái lần thứ 7 ông ta mới nhắm mắt lại, cầm cái cuốc với lại cái nhóm hột giống đó, ông nhắm mắt ông quay vòng vòng ông thấy xuống dưới sông. Bởi vì nếu mà ông thấy rớt chỗ nào thì ông sẽ mò lấy lên, kia mà tâm tham sân khởi thì đây bây giờ ông nhắm mắt ông dục xuống sông, rồi ông biết nó rớt chỗ nào, rồi mở mắt ra thì đâu có thấy bóng dáng gì nữa, rồi cái chủng chứng nhầm công rồi. Ồ, ông la lớn, ta thắng rồi. Mà thắng cái tâm tham của mình. Ông vua ngạc nhiên, thằng này khùng, một mình nó đứng quay mòn mòn như vậy, rồi cái nó la thắng, thằng này nó khùng, cho nên nó hỏi tại sao. Nè, chính ta nè, ra biên thùy thắng quân giặc trở về nè, mà ta còn không có la lối ôm sồm như ngươi, mà ngươi nói cái gì hả? Một mình ngươi mà nhảy tửng nha, ta thắng cái gì? Thì ông này mới kể lại, cho nên tự thắng mình tốt hơn. Thắng đó là thắng cái tâm tham. Buổi sinh hoạt của chúng ta đem lại rất là nhiều kết quả ha. Ý kiến của quý vị rất là tuyệt vời. Với Phật lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Sau đây ha, quý vị cố gắng thâu lại cái đoạn này, bởi vì cái đoạn này rất là thích hợp đối với quý vị. Khi quý vị là một cái vị mà lễ bái tam bảo, tọa trì duy giới, rồi cái phần này là phần thỉnh pháp sư, quý vị hoan hỷ nghe, và nếu mà thu âm lại rất là lợi ích cho quý vị. Thank you.
san di da san da para jam ka ja ti ka ni se tu dhamma anu kam bi mam ba jam satam made Thank you.